Em xin chào các anh. Hôm nay em tiếp tục ở đây nha. Có một cái con âm ly size mini cho những bác nào mà cần những cái âm ly nhỏ gọn để mình về mình ghép với các cái loa book sale mini bát 16, 14 đổ về mình nghe nhạc các bác nhé. Thì lấy cái con âm ly này thì là nó rất là phù hợp. Đấy, nó nhỏ gọn mà nó ghép với những cái đôi loa đấy là ok. Đây là một con âm ly của hãng Onkyo nhé. Sản xuất tại Nhật Bản luôn. Made in Japan luôn này. Sử dụng điện 100V của Nhật các bác nhé. Và con này thì là có rất nhiều các cổng vào bằng dây AV đằng sau để mình kết nối nhé. Đấy. Vì con âm ly nó được sản xuất rời để có thể là kết nối các thiết bị ngoại vi như là điện thoại, máy tính, như là CD, như là tape, như là MD để ghép, để tuner để cắm vào đây để mình hình thành một hệ thống nghe nhạc từ các thiết bị ngoại vi bên ngoài. Đấy. Thì thông thường thì bây giờ thì mọi người chơi tape, chơi CD với lại chơi tuner ít rồi. Chủ yếu là mọi người cắm thẳng điện thoại hoặc là cắm thẳng máy tính vào các cái cổng line 1, line 2 để nghe nhạc thôi. Thì em sẽ đấy thì em cũng bán chủ yếu là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Đấy. Và thực ra là con này cũng chỉ bao chạy công suất, cũng chả bao được cái gì khác. Bởi vì nó chỉ là cái âm ly thôi mà. Đấy. Đấy thì con âm ly A909 này thì nó là một con âm ly thuần túy các bác nhé. Một âm ly thuần túy nên là cái chất âm của nó sẽ hay hơn rất nhiều so với các cục công suất. Cục công suất thì nó tích hợp nào là CD, nào là MD, nào là tuner vào đấy thì ok. Về cơ bản thì là nó tiện cho các bác là các bác sử dụng được tất cả 3-4 trong 1. Nhưng do cái vấn đề là người ta sản xuất là tích hợp nhiều chức năng vào nên là cái phần âm ly của nó cũng sẽ không chuyên bằng cái những con âm ly này. Nên là để mà nghe nhạc hay như những con âm ly này thì thường là cái cục công suất nó sẽ không đáp ứng được tốt bằng cái này. Và có rất nhiều bác là có những cặp loa book sale thì đều rất là muốn là có những con âm ly nhỏ nhỏ như thế này để về là ghép vào để nghe nhạc. Đấy. Thì là bác nào mà đang có nhu cầu mua thì alo em nhé, hoặc là những bác nào có loa toàn giải thì em thấy là cũng có khá nhiều bác là hay mua về để ghép làm loa toàn giải đấy, hoặc là ghép với cả loa đầu ô tô ấy. Đấy. Thì ghép vào những con này rất là ok. Đấy. A909 nhá. Con này công suất thực của nó là 49W hay 50W này nhỉ? Công suất thực của nó là 45W nha, điện 100V. Đấy. Và size của nó là size 20 nhá, đây chiều ngang 20, chiều dày khoảng tầm 8 và chiều sâu khoảng tầm 30cm các bác nhé. Để nghe dùng được nghe rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau tùy theo từng các cái đôi loa mình ghép vào đây nữa. Mình có thể ghép đến đông nó Onkyo, có thể là ghép TX, hoặc có thể là ghép JBL các kiểu vào đây được nhé. Bốt Bell. Đấy. Đây âm ly đây nha. Âm ly này thì có trình bắt tép ở trên mặt máy này. Hai bên âm ly đều có cực tiếng bình thường nha. Ngoài ra nó sẽ có thêm một cái chức năng là bát bút ở đây. Với 3 chế độ bát bút là 1, 2 và 3 nhé. Tương ứng với 3 thì 3 cái mức đèn là xanh, vàng và đỏ. Không chỉ hiện tại đang là cái một trong những con âm ly đời cao nhất của đời Itech 205 của Onkyo, nên là mình nghe nhạc thì con này rất là hay rồi. Bác nào mà muốn ghép vào những cái đôi loa book sale ở nhà của mình như là những dòng 062, 01, 102, 112 thì có thể là dùng con âm ly này cũng kéo với cả những cái cặp loa đó cũng ok nhé. Nói riêng về dòng Onkyo đấy, còn mở rộng hơn các dòng đến đông đến eo nó cũng ok nha. Đến đông MG33, MG55, MG3 kiểu loa dàn như con này ghép tốt luôn đấy. Đây là một đoạn nhạc remix, anh xin mời các bạn nghe thử nha. Cái đôi tích tích bắt 27 đằng sau nhé. Đấy.
đây là con A909 và cái con âm đi này hiện tại giá của nó là 2.150.000. Bác nào mua alo em nhé. Số điện thoại liên hệ để đặt hàng là 0966594581 hoặc là 0979891682. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.